Ta-da! Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của AB Shop. Và mình là Ly, rất vui khi lại được đồng hành với mọi người trong video này. Chính xác như cái tiêu đề mình có để ở dưới, thì hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một chiếc tai nghe mới nhất đến từ nhà Asus, có tên là Asus Drop Delta 2. Và mọi người hãy cùng theo chân mình xem là chiếc tai nghe này có gì đặc biệt và mới lạ nha. Ta-da! Và trên tay của mình bây giờ là full box của em nó. Như mọi người có thể thấy ở đây là một cái hộp rất là chắc chắn và mình cầm rất là nặng tay luôn. Thì ở trên này nó sẽ có tên của tai nghe ha, Rock Delta 2. Ở đây thì sẽ có hình tai nghe. Đằng sau này sẽ có những cái thông số để mọi người có thể đọc tham khảo. Rất là chi tiết. Rồi, ok, không để mọi người chờ lâu nữa thì bây giờ mình sẽ mở em nó ra nha. Ok, và đây là chân dung của em nó ha. Cảm giác đầu tiên mình cầm lên thì nó khá là nhẹ. Tại vì theo mình có đọc á, thì bạn này nặng 318g cho nên là nó khá là nhẹ. Và mình nghĩ nhẹ ở đây nó cũng sẽ là một ưu điểm của bạn tai nghe này. Tại vì mình mang nhẹ thì cảm giác của mình nó sẽ không bị nặng đầu và không bị trĩu cái tai của mình xuống á mọi người. Ok, nhìn một chút về thiết kế ha mọi người, thì mình thấy khá là ấn tượng ở cái phần chụp tai này. Thiết kế khá là lạ, vì thường thì mình thấy hầu hết các cái hãng làm tai nghe khác sẽ làm cái phần này nó sẽ là hình oval hoặc là hình tròn, nhưng mà Asus thì lại chọn một cái thiết kế hình tam giác rất là độc đáo luôn. Cái điều này thì mình nghĩ là nó cũng là một cái điểm nhấn để cái sản phẩm này nhìn không bị đại trà như những cái sản phẩm khác ở trên thị trường ha. Và điểm ở trên cái phần chụp tai này nó sẽ là logo của Rock. Và khi mà mình bật đèn lên á, thì nó sẽ, mình bật tai nghe lên thì nó sẽ hiện LED rất là đẹp luôn. Cái phần đệm tai này thì sẽ được làm bằng da PU ha mọi người, cho nên là nó sẽ cách âm, nó sẽ chống ồn rất là tốt. Và cảm giác đeo lên thì nó cũng rất là sang trọng nữa. Nhưng mà nó sẽ bị một cái là nó sẽ không có được thoáng khí, cho nên là khi mình đeo thì nó sẽ cảm giác là hơi bị nóng. Ok, và tiếp theo thì trong hộp sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Nó sẽ hướng dẫn cho mình sử dụng những cái phần nút là ở đây. Nó sẽ hướng dẫn mình sử dụng những cái nút này nè mọi người. Ở đây thì mình thấy hãng rất tinh tế khi mà cho mình thêm hai cái đệm tai nghe bằng vải. Tại vì như mình nói ban đầu á, thì cái chất da PU thì nó sẽ rất là nóng. Cho nên là khi mọi người muốn mang cảm giác nó thoải mái hơn, nó mát hơn thì mọi người có thể thay bằng cái đệm tai nghe bằng vải này. Nhưng mà nhược điểm của cái này thì nó sẽ là nó chống ồn, nó cách âm không có được tốt. Tiếp theo ở đây mình sẽ có một cái đồng hồ ha mọi người. Trong này thì sẽ có hai cái dây cáp, một cái dây là đầu 3.5, còn này thì sẽ là một đầu USB-A và một đầu có thể linh động giữa USB-A và USB-C. Đây. Trong này sẽ là hướng dẫn sử dụng. Và đây mình có một cái mic rời. Khi nào mọi người dùng mọi người sẽ cắm vào, không dùng thì mọi người sẽ tháo ra để cho nó không bị vướng. Và bây giờ thì mình đang cài đặt cái phần mềm của Asus để mình có thể tùy chỉnh cho cái tai nghe này ha mọi người. Thì cái link để tải cái phần mềm này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho mọi người dễ tìm, hoặc là mọi người có thể lên thẳng trên web của Asus Rock để mọi người tải cái link này về ha. Sau khi mà mình hoàn tất cài đặt thì nó sẽ có cái giao diện thế này ha mọi người.
Và đó là những trải nghiệm cá nhân của mình về chiếc tai nghe mới nhất đến từ nhà Asus này. Mọi người nghĩ sao về chiếc tai nghe này? Nhớ comment cho mình biết với nha. Nếu mọi người có nhu cầu muốn trải nghiệm em nó thì đừng ngần ngại đến với AB Shop tại địa chỉ 141 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10. Đừng quên để lại một like và một subscribe để không phải bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào từ tụi mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha.